và nói với nhau những lời chúc an lành, thì Giáng sinh chính là dịp để mọi người đến những khu vui chơi được trang hoàng lộng lẫy. Họ đã tìm thấy tuổi thơ của mình trong mỗi trò chơi dành cho trẻ nhỏ. Đó là những gì mà phóng viên Phương Huyền, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Anh sẽ kể với quý vị ngay sau đây. Anh đến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi thôi ạ. Tháng trước ngày 24 tháng 12, cứ mỗi năm khu vui chơi Winter Wonderland mở cửa ở góc công viên Hyde Park, người London hay du khách đều hiểu là Giáng sinh đã về sớm, thường cảm giác mạnh với các trò chơi mạo hiểm hay đơn giản chơi đu quay như trở về tuổi thơ. Người lớn thì thấy mình những trẻ lại, còn trẻ con chờ đợi hơn vào những điều kỳ diệu an lành. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không khí thế nào ư? Tuyệt vời, không có lời nào hết cả. Tôi yêu nơi này. Bạn cũng cảm thấy thế phải không? Rất vui, không khí ấm áp, có cảm giác cứ như đêm Giáng sinh vậy. Ở đây có rất nhiều đồ chơi, cháu rất thích. Có phải lần đầu tiên cháu đến đây không? Không, cháu đến 3 lần rồi. Thế cháu ước gì trong Giáng sinh? Cháu không nói đâu. Một London rực rỡ sắc màu trong mùa Giáng sinh như được thu nhỏ.